Chào mừng các bạn đến với podcast của Cardano.vn Đây là podcast số 220 Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 10 năm 2023 Trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài Kỷ nguyên Voltaire đang thúc đẩy Cardano tiến về phía trước Trong 6 tháng qua, hơn 50 hội thảo cộng đồng đã được tổ chức trên khắp thế giới Đỉnh cao là hội nghị kéo dài 3 ngày vào tháng 7 năm 2023 Tại Edinburgh, Scotland nơi các đại diện của SHIP 1694 tập hợp để thúc đẩy quản trị khả thi tối thiểu. Hai ngày thảo luận về SHIP 1694 đã được tổ chức với nhiều quan điểm khác nhau. Sau đó là cuộc thi Hackathon to và Qualis dành cho SHIP 95 được tổ chức để thu hút cộng đồng tham gia. Jack Lee Hoskinson, giám đốc điều hành và người sáng lập IOC, đã bắt đầu mọi thứ bằng một bài phát biểu tuyệt vời. Chào mừng đến Scotland. Đây là một nơi rất đặc biệt, Đại học Edinburgh thật ngạc nhiên khi rất nhiều người đã đoàn kết lại với mong muốn làm cho các đa nô trở nên tốt hơn. Đây là điều phức tạp nhất mà chúng tôi từng làm với tư cách là một cộng đồng. Bởi vì những gì chúng tôi đang làm là xây dựng một chính phủ một cách hiệu quả để giải phóng tất cả giá trị mà hệ sinh thái đã tích lũy minh bạch những năm qua. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi muốn một số người bắt đầu làm việc về quản trị với tư cách là một cộng đồng và có hơn một nghìn người dành thời gian ngồi trong phòng trong vài ngày và nói về rep. Ủy ban hiến pháp và các quyền cũng như những vấn đề tương tự đó không hẳn là điều bạn mong đợi mọi người sẽ làm. Nhưng họ không chỉ làm điều đó mà họ còn xuất hiện. Trong đó có sự kỳ diệu của một hệ sinh thái phi tập trung. Bạn có thể nói kêu gọi mọi người trên khắp thế giới với sự đa dạng to lớn chỉ cần đến và suy nghĩ và làm. Cốt lõi của các nô luôn là tối đa hóa tiếng nói và quyền tự do của mỗi người, đồng thời cung cấp cho họ một bộ công cụ để họ xác định tiền của chính mình là gì xác định danh tính của chính họ là gì, xác định xã hội xung quanh họ như thế nào nên hoạt động và hoạt động. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể hoàn thành mọi việc chỉ trong vài ngày và kết thúc thực sự thành công, đồng thời triển khai và bật ship 1694. Sau đó chúng ta có thể coi đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời trong lịch sử của các đa nô và hy vọng điều đó sẽ còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa sẽ xảy ra trong những thập kỷ tiếp theo. Sau chặng đường 7 năm, kỷ nguyên vun tay được nhiều người mong đợi đang phát triển mạnh mẽ đưa quản trị on trên và quản trị off trên hiệu quả lên hàng đầu đây thực sự là một khoảnh khắc đáng để ăn mừng sau một loạt hội thảo khơi dậy những ý tưởng đổi mới và lập kế hoạch tỉ mỉ mọi người đã cùng nhau thống nhất và thống nhất các khái niệm quản trị cấp cao nhất tạo tiền đề cho một chương hoàn toàn mới về quản trị ứng dụng không giống như các hệ thống quản trị truyền thống Tính linh hoạt của phương pháp tiên phong này nằm ở khả năng hệ thống hóa các quyết định kịp thời đồng thời tạo điều kiện cho việc thích ứng nhanh chóng và các thay đổi lặp đi lặp lại. Khi cộng đồng chuẩn bị cho quá trình phê chuẩn trong những tháng tới, không khí vui mừng và mong đợi tràn ngập. Chúng tôi sắp triển khai một cơ cấu quản trị được xây dựng cẩn thận và chứng kiến ứng dụng của nó trong thế giới thực. Vương tay hứa hẹn cách mạng hóa chính phủ. Công nghệ blockchain đang mang lại cho các cá nhân quyền kiểm soát chưa từng có đối với các sản phẩm tài chính họ sử dụng và hệ thống họ tham gia một sự phát triển mang tính thay đổi mô hình. Ngày nay, mọi người muốn có tiếng nói về cách tài sản của họ được tạo ra, sử dụng và kiểm toán. Họ không còn hài lòng với việc phụ thuộc một cách thụ động vào hệ thống tài chính truyền thống. Tương lai của hệ sinh thái tài chính toàn cầu sẽ được định hình bởi kỷ nguyên te của các Dano. Các hội thảo trên khắp thế giới thúc đẩy các quan điểm khác nhau và xây dựng sự đồng thuận trong mạng lưới. Với đề xuất SIP 95, API kết nối ví Cardano thực hiện một bước quan trọng trong việc củng cố mô hình quản trị phi tập trung của mình. Ryan Williams, nhà phân tích kỹ thuật của Volte, đã làm việc chăm để mở rộng Ship 30 đảm bảo việc triển khai Volte sẽ có nhiều chức năng. Bằng cách sử dụng API được đề xuất, người dùng sẽ có thể tương tác liền mạch với blockchain, tham gia vào các tính năng của Volte và tham gia Ship 1694. Ship 95 đã thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà cung cấp ví và công cụ trong hệ sinh thái những người đã giúp hoàn thiện thiết kế và đưa chúng ta đến gần hơn với sự đồng thuận về các câu hỏi mở quan trọng. Khi mọi thứ tiến triển, các nhà cung cấp VIDANG nhanh chóng chuyển đổi thành nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, cho phép người dùng khai thác toàn bộ tiềm năng của mạng Cardano. Đó là một sự phát triển đáng chú ý đánh dấu sự thay đổi hướng tới một hệ sinh thái phi tập trung, toàn diện, mở ra những cơ hội mới cho sự tham gia của cộng đồng. Với việc triển khai SIP 95 sắp xảy ra, những người đam mê Cardano háo hức mong đợi việc tăng cường hơn nữa các cơ chế quản trị của mạng và tạo ra một cộng đồng sôi động. Ngắn kết, sẵn sàng định hình tương lai của quản trị blockchain. Với Volte và Zip95, ví blockchain Cardano sẽ có thể nói đóng góp tích cực cho tương lai của nó, mang lại kỷ nguyên mới về quản trị phi tập trung. Trước đây, ví trên Cardano chỉ là công cụ để quản lý tiền và stake, nhưng giờ đây chúng đang đóng một vai trò lớn trong tương lai của mạng. Những người nắm giữ ADA có thể tích cực tham gia vào quá trình ra quyết định và bỏ phiếu cho các đề xuất, cũng như tài trợ cho các dự án sẽ giúp hệ sinh thái phát triển. Cách tiếp cận sáng tạo này trao quyền cho người dùng mang đến cho họ cơ hội duy nhất để tác động đến hướng đi của các Dano và tạo ra tác động lâu dài đến sự phát triển của blockchain. Marcus Fitt, thành viên Quốc hội Vương quốc Anh, cũng tham dự sự kiện này và phát biểu như sau. Tất nhiên, quản trị là điều mà hệ thống chính trị của chúng ta hiện đang tham gia. Tôi biết rõ điều đó có thể khó khăn như thế nào nhưng cũng quan trọng như thế nào đối với cộng đồng khi cảm thấy rằng họ được đại diện và quan điểm của họ có thể được mọi người đồng tình. Đó là một dự án thực sự thú vị. Các Dano đang cố gắng cung cấp quyền quản trị tự chủ cho các cá nhân trên toàn thế giới. Có thể tương tác với nhau một cách an toàn và có được quyền tự do tương tác và tự do ngôn luận là điều vô cùng quan trọng và vâng. Đây là một dự án thực sự quan trọng vào phương thức quản trị đang được thảo luận ở đây cũng như cách quản lý blockchain là một điều cực kỳ quan trọng để thế giới đi đúng hướng. Với sự thể hiện đầy cảm hứng về quyết tâm và tinh thần đoàn kết, cộng đồng các Dano, cùng với Input Output Toàn cầu và Quỹ các Dano đã cùng nhau giải quyết vấn đề quản trị. Adam Dean, người sáng lập NFT XLV và nhà xuất bản Buffy Bot, đã có mặt tại Edinburgh để tham dự sự kiện lịch sử này và nhắc nhở chúng ta về những gì Tổng thống Kennedy đã từng nói. Chúng tôi làm những việc này không phải vì chúng dễ mà vì chúng khó, và tình cảm này vang vọng khi chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tuyệt vời này. Biết rằng việc quản lý không hề dễ dàng, chúng tôi kiên quyết nỗ lực, nhận thức đầy đủ về việc cuối cùng phần thưởng sẽ xứng đáng như thế nào. Về bản chất, quản trị liên quan đến việc điều hướng nhiều quan điểm và trải nghiệm sống khác nhau nhưng tinh thần hợp tác giữa mọi người từ mọi thành phần làm cho quá trình này trở nên mạnh mẽ hơn, thúc đẩy sự hòa nhập và tiến bộ. Sự liên minh giữa cộng đồng với các đội IOG và các Dano vào đầy dần chứng tỏ sức mạnh của sự đoàn kết trước sự phức tạp. Nhờ tầm nhìn tập thể và sự cống hiến không ngừng nghỉ, họ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình một tương lai tươi sáng hơn. Thông qua làm việc chăm chỉ và kiên trì, các sáng kiến quản trị của các Dano sẵn sàng mang lại sự thay đổi tích cực và mở ra một kỷ nguyên mới đầy khả năng khi chúng ta trong tương lai đón nhận thử thách với vòng tay rộng mở. Các truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta để tin vào tiềm năng cho một ngày mai tốt đẹp hơn, được thúc đẩy bởi sự đoàn kết, kiên cường và mục đích chung. Các bạn vừa nghe xong podcast số 220 của kênh cadano vn với nội dung Kỷ nguyên Tê đang thúc đẩy các Dano tiến về phía trước. Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký, chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo.